Anh chị và các bạn đang trăn trở muốn kiếm một căn nhà với phân khúc tài chính thấp, tài chính vừa phải nhưng mà có sổ hồng riêng, thì trong video hôm nay em xin chia sẻ giới thiệu đến cô chú và anh chị mình một căn nhà đối diện xéo xéo là một công viên, rất là tình luôn. Và căn này thì cực kỳ sạch sẽ, thoáng mát, ngang là 5m và dài là 14. Bề ngang 5 thì căn nhà rất là rộng rãi, thoáng mát anh chị mình nhé. Một căn nhà cấp 4 gác lửng, có phòng ngủ ở dưới tầng trệt cho người lớn tuổi và đặc biệt là sổ sách đàng hoàng, hoàn công đầy đủ. Điện nước sẵn sàng, chúng ta vào là chỉ việc ở thôi, không có phải sửa chữa gì cả. Một căn nhà sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi. Chỉ 1 tỷ 380 triệu là bao toàn bộ chi phí sang tên, sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ anh chị nhé. Một căn nhà cấp 4 gác lửng, sổ sách đàng hoàng, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Và với cái phân khúc tài chính 1 tỷ thì anh chị mình chọn căn này ở thì quá là ok luôn. Đường nhựa, nước máy và trên cái khu vực này thì đông đúc nhà cửa dân cư. Và cô chủ đang muốn bán để xoay sở cái công việc trong gia đình cho nên là đành bán lại căn nhà đang ở chỉ 1 tỷ 380 triệu. Sổ sách đàng hoàng, có thương lượng bớt lọc may mắn cho khách thiện chí chúng ta xem nhà và có thể là đàm phán bớt thêm chút lọc may mắn nữa để mình mua về mình ở anh chị nhé. Căn này về thì chúng ta chỉ việc ở thôi anh chị, không có phải sửa chữa gì nữa. Cùng lắm thì mình có thể là muốn nó mới hơn thì chúng ta cho sơn phết lại một xíu bên ngoài bên trong. Cô chủ sẽ tặng lại cho mình hai cái máy lạnh anh chị nhé. Còn những cái đồ đạc nội thất khác thì cô sẽ dọn đi. Anh chị và các bạn có duyên xem được video này của Biển Xanh, thấy căn nhà này phù hợp nhu cầu và tài chính của mình đang tìm kiếm thì hãy kết bạn Zalo qua số hotline 037 730 4018. Anh chị xuống dưới này em dẫn mình tới mình coi nhà trực tiếp nhé. Và em gửi hình sổ qua để cô chú anh chị mình xem. Căn này nói chung là với cái tầm giá 1 tỷ 380 và còn bớt thêm chút lọc may mắn trên cái dãy mà đông đúc nhà cửa ngay công viên thì anh chị mua được đó anh chị. Mình quan tâm căn này thì hãy nhanh tay gọi em nhé.